ổ gà hình thành như thế nào đường phố luôn tồn tại nhưng chúng không phải lúc nào cũng an toàn và thoải mái với tất cả các phương tiện sử dụng hệ thống đường bộ hiện tại của chúng ta mỗi ngày đường xá khiến việc đi lại trở nên thuận tiện đến mức không có đường hoặc đường ở trong tình trạng tồi tệ là một sự thất vọng đáng kể hôm nay chúng ta sẽ nói về ổ gà trên đường trải nhựa có rất nhiều cách để xây dựng một con đường từ gạch vàng đến đất và nước đơn giản sự kết hợp giữa vật liệu và kỹ thuật xây dựng là vô tận tuy nhiên trên toàn thế giới thực sự có một thiết kế tạo nên phần lớn các con đường của chúng ta nó bao gồm một hoặc nhiều lớp đá góc cạnh được gọi là lớp nền và sau đó là một lớp bê tông nhựa đường còn gọi là blacktop hoặc tarmac hóa ra thiết kế này tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu quả về chi phí trong khi tạo ra bề mặt đường mịn và bền nhưng đường nhựa không phải là bất khả chiến bại và chúng gặp phải một số vấn đề phổ biến, và một trong số đó là ổ gà. Sự hình thành ổ gà diễn ra theo từng bước, và bước đầu tiên trong số những bước đó là sự xuống cấp của mặt đường. Nhựa đường chịu được rất nhiều áp lực, tiếp xúc với luồng giao thông liên tục cùng với ánh nắng gay gắt, mưa, tuyết và mưa đá, cuối cùng sẽ làm mòn bất kỳ vật liệu nào, bất kể chúng bền đến mức nào. Khi điều đó xảy ra với nhựa đường, dấu hiệu đầu tiên là nứt Chúng có vẻ vô hại, nhưng vết nứt là gót chân Achilles của hệ thống đường xá. Bởi vì chúng cho nước vào, và không chỉ cho nước vào mà còn cho nước chảy ngược ra ngoài. Một cái hố là sự thiếu hụt vật liệu. Đó là thứ duy nhất trở nên lớn hơn khi bạn lấy đi nhiều hơn. Câu hỏi lúc này là, nếu bạn bắt đầu mà không có một cái hố, và bây giờ bạn có một cái hố, vậy vật liệu đó đã đi đâu? Trong trường hợp ổ gà, vật liệu là đất bên dưới đường, gọi là nền đường và nơi nó đi đến có liên quan đến nước khi nước tìm đường vào các vết nứt và bên dưới nền đường nó có thể bị kẹt ở trên nền đất cuối cùng những loại đất này bị ngập úng mềm và yếu đi và sau đó giao thông xuất hiện ô tô và xe tải rất nặng chúng chạy qua đường với tốc độ cao vì lý do này giao thông chỉ là một yếu tố phá hoại thêm nhựa đường được gọi là mặt đường mềm vì nó không phân phối những tải trọng này trên một diện tích lớn như một thứ cứng hơn vì vậy mỗi khi lốp xe chạm vào khu vực mềm này nó sẽ đẩy một số nước lên trở lại mặt đường và nước đó mang theo các hạt đất đây là một quá trình chậm lục đầu nhưng mỗi một chút nền đất bị xói mòn từ bên dưới mặt đường có nghĩa là mặt đường ít được hỗ trợ hơn và ít hỗ trợ hơn có nghĩa là nhiều thể tích rỗng hơn bên dưới mặt đường để nước được chảy vào và đẩy ra bởi giao thông điều này sẽ ngày càng tạo ra nhiều xói mòn hơn cuối cùng mặt đường không có đủ sức nâng ở bên dưới khiến nó bị hỏng vỡ ra và bạn có một ổ gà tất nhiên toàn bộ quá trình này thậm chí còn tệ hơn ở những vùng có thời tiết đóng băng nước nở ra khi đóng băng và nó nở ra với lực cực lớn các lớp nước mỏng giữa mặt đường và nền đóng băng và phát triển thành các khối gọi là thấu kính khi các thấu kính đó tan ra tất cả lớp băng hỗ trợ mặt đường sẽ biến mất tạo ra các lỗ rỗng ngoài ra các lớp đất bên dưới vẫn đóng băng, giữ nước tan chảy giữa mặt đường và nền, đẩy nhanh quá trình xói mòn. Các ô ga tồn tại ở khắp mọi nơi bạn có đường bê tông nhựa, nhưng chúng tệ hơn ở những khu vực có khí hậu lạnh và tệ hơn nhiều vào mùa xuân khi mặt đất bắt đầu tàn băng. Chúng gây khó chịu, nhưng không chỉ có vậy. Ô ga gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho lốp xe, giảm sóc và bánh xe. Tệ hơn nữa, chúng rất nguy hiểm. Ô tô đánh lái để tránh chúng đôi khi ở tốc độ cao và nếu xe đạp hoặc xe máy đâm vào một ổ gà đó có thể là tin xấu vì vậy chủ sở hữu đường bộ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để sửa chữa chúng có rất nhiều cách sửa chữa ổ gà tùy thuộc vào vật liệu chi phí và điều kiện khí hậu nhưng tất cả chúng chủ yếu đều có cùng một mục đích thay thế đất và mặt đường đã bị mất bịt kín khu vực đó để nước không xâm nhập thêm nữa nhiệm vụ bịt kín rất quan trọng nhưng khó thực hiện hơn nhiều sau cùng việc sửa chữa ổ gà chỉ là một biện pháp tạm thời và không phải lúc nào cũng tạo ra sự kết nối hoàn hảo với phần còn lại của đường đây là lý do tại sao ngay cả sau khi đã sửa chữa ổ gà dường như vẫn tái diễn ở cùng một vị trí hết lần này đến lần khác sau khi hiểu được cách những khiếm khuyết khó chịu và đôi khi gây hại này xảy ra câu hỏi hợp lý tiếp theo là làm thế nào để chúng ta ngăn ngừa chúng ngay từ đầu rõ ràng là chúng ta có thể xây dựng đường bộ của mình bằng những vật liệu chắc chắn và bền hơn nhiều xa lộ được lát bê tông vì lý do này nhưng đường bộ thì khác thường ở chỗ ngay cả một thay đổi nhỏ trong thiết kế cũng có tác động đáng kể đến chi phí chung việc lựa chọn một mặt đường dày hơn dù chỉ một cm cũng có thể có nghĩa là hàng triệu tấn nhựa đường bổ sung vì cm đó được nhân lên với một diện tích rộng lớn vì vậy chúng ta cân bằng chi phí của mặt đường ban đầu với chi phí bảo trì trong suốt vòng đời của nó trong trường hợp mặt đường nhựa việc bảo trì đó chủ yếu có nghĩa là bịt kín các vết nứt để ngăn nước xâm nhập nếu bạn có thể làm điều đó và thực hiện thường xuyên bạn có thể kéo dài tuổi thọ của mặt đường nhựa trong nhiều năm